Họ sẽ lập vườn và sẽ ăn quả sinh ra nơi ấy. Ta sẽ trồng họ trên đất của họ, và không khi nào họ bị nhổ ra khỏi đất ta đã ban cho họ. Chúa là Thiên Chúa của ngươi sáng như thế. Đây là một lời hứa về những điều Chúa muốn thực hiện cho chúng ta, cho những người tin vào Chúa. Và trong câu đáp ca chúng ta lập đi lập lại, Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc của người. Điều quan trọng còn lại đó là phần của chúng ta thì thế nào. Chúa lúc nào cũng muốn làm điều tốt, và câu hỏi phần chúng ta phải làm thế nào thì Chúa trả lời: không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới sẽ làm áo nhúng lại và chỗ rách lại càng tệ hơn. Cũng như không lấy rượu mới mà đổ vào bầu da cũ, thì rượu đổ bầu rượu mới, bầu da vỡ rượu đổ ra và bầu da hư mất. Và cái điều luật Chúa muốn dạy ở đây là ngay sau khi Chúa nói với chúng ta về luật yêu thương kẻ thù ở trong chương 5, rồi luật tin vào sự quan phòng của Chúa ở trong chương 6 phúc âm Matthew. Và điều quan trọng là chúng ta hãy học theo gương Đức Mẹ Maria. Mẹ đã thưa, lời thưa xin vâng. Dù là trong lời thưa đó ta cũng biết ông Simeon đã nói về cái điều mà mẹ sẽ phải chịu khi thưa xin vâng. Này một lưỡi gương sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Nhưng mà trong đó mẹ vui lòng lãnh nhận, bởi vì nhờ đó nhiều tâm hồn được mở ra. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến, đã xuống thế làm người, đã trở nên giống như chúng ta. Xin cho chúng ta cũng hãy trở nên giống như Chúa. Và cái câu trả lời về rượu và bầu da, về vải mới và áo cũ có thể quy lại trong một câu hỏi: ta nghĩ, ta nói, ta làm theo đám đông, hay theo ý riêng ta, hay là theo ý muốn của Chúa? Chúng tôi nhớ cái câu mà các thầy phải đọc trước khi nhậm chức linh mục, cái lúc mà nhận sách thánh. Đức cha dặn: hãy tin điều con đọc, hãy sống điều con tin, và hãy giảng điều con sống. Hay nói cách khác, lời Chúa phải trở nên tâm hồn của ta, thấm nhập vào, để tôi nói không phải là tôi như Thánh Phaolô, tôi sống không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Và lúc đó sẽ rượu mới đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn. Amen.